đường Trường Sơn hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh, nối từ Đông sang Tây Trường Sơn, dọc theo nước bạn Lào tới Campuchia, tập kết ở cuối của miền Nam Việt Nam. Đây là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược khởi nguồn từ miền Trung Việt Nam, là tuyến vận tải chính để chuyên chở bộ đội, lương thực, vũ khí, khí tài trong suốt 16 năm từ 1959 đến 1975 cho giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bởi thế, đã có hàng triệu tấn bom đạn của không quân Mỹ ném xuống nhằm ngăn chặn tuyến chi viện này. Con đường Trường Sơn huyền thoại chứng kiến nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm của hàng vạn các chiến sĩ đã sống và chiến đấu ngày đêm trên các cung đường, luôn giữ cho đường thông suốt. Hình ảnh xúc cảm của người lái xe đường nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng là người lính Trường Sơn khắc họa qua những vần thơ. Không có kính, không phải vì xe không có kính, bom giật bom rung, kính vẫn mất rồi, bung rung buồng lái ta ngồi. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Đó cũng là câu chuyện về những người lái xe Trường Sơn mà chúng tôi muốn giới thiệu qua bộ phim này. Những tấm gương hy sinh dũng cảm của các anh các chị đã cùng với công binh, thanh niên xung phong và các binh chủng hợp thành trên tuyến đường Trường Sơn, đóng góp tuổi trẻ xương máu của mình cho độc lập tự do của đất nước. Hình ảnh những người lính Trường Sơn sẽ sống mãi với non sông đất nước trong bản hùng ca giải phóng dân tộc và trong trái tim của mỗi người Việt. Nối tiếp những mạch đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm, thì hiền phương tay lái mang tình em đảm đang. Giai đoạn đầu sơ khai của vận tải cơ giới của bộ đội Trường Sơn chỉ với những chiếc xe cũ kỹ chạy trên những cung đường ngắn từ thời Pháp để lại, với số xe vận tải ít ỏi, khoảng cách đi được hết sức khiêm tốn so với khả năng của xe cơ giới. Ngoài chở quân đến chỗ làng Ho rồi, thì các đơn vị của chúng tôi đấy là chở hàng mỗi một ngày 3-4 cái xe gác thôi, chở lương thực, thực phẩm vào chỗ làng Ho, và chúng tôi lại chở tiếp ở đó đi 4 cây số nữa gọi vào C1. Thì ngoài hai cái xe gác của chúng tôi thì có ba con voi, lúc bây giờ mỗi con voi cũng chở được một tạ, từ tạ rưỡi đến hai tạ. Thế cũng đi từ đó đi vào trong C1, tức là đi theo bờ suối đấy, đi vào trong đó. Thế nên lúc bây giờ là đầu tiên ấy, chỉ có thế thôi. Những khó khăn ban đầu về phương tiện của bộ đội lái xe Trường Sơn dần được cải thiện. Từ năm 1965, trước đòi hỏi ngày càng tăng của chiến trường, bộ đội Trường Sơn được trang bị những loại xe phù hợp hơn do các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ. Nhờ đó việc chi viện cho chiến trường miền Nam ngày một hiệu quả hơn. Thì đến năm 67-68 thì bạn Liên Xô có trang bị cho mình cái xe Zin 157 và cái ga xe GAT 63, tức là cái xe màu cánh trả, màu xanh cánh trả GAT 63, tức là cái xe Zin 157, rồi Zin 130. Sau này nữa thì trang bị cho GAT 53 và GAT 66. Thế còn thì cái lực lượng vận tải bây giờ nó hiện đại lên và phương tiện mới lên. Thế và cái khả năng đảm bảo của cái ngành vận tải bây giờ nó đáp ứng được với nhu cầu của các chiến trường. Với sự phát triển của lực lượng quân giải phóng miền Nam, nhu cầu lương thực, vũ khí ngày càng tăng, khối lượng xe cũng tăng theo thời gian. Để ngăn chặn các tuyến chi viện của ta, không quân Mỹ đánh phá vô cùng ác liệt bằng đủ các loại vũ khí khí tài hiện đại. Rất nhiều cung đường biến thành những túi bom. Người Mỹ muốn hủy diệt tất cả mà theo tính toán, không có sự sống nào có thể tồn tại ở nơi đây. Đối phương muốn dùng sức mạnh của khoa học công nghệ để tiêu diệt và ngăn chặn tuyến chi viện của bộ đội Trường Sơn. Từ năm 1966 trở đi thì rất ác liệt,
có thể nói rằng là từ ở ngã ba Phi Hà, tức là ngã ba biên giới Việt Nam Lào và Campuchia ra đến tức là ngã ba Lằng Khăng là giáp với đường 12, thì 800 cái số như vậy là nó chạy chất độc hóa học. Bên ngày thì phá mở trọng điểm phá được, và bên đêm đuổi đánh đội hình xe. Sau giờ tối là bắt đầu là đã có C-130 đi lại phổ sản pháo rực trời như vậy. Thế là lúc đó xe là chạy, thì anh đồng chí Nguyên vào làm tư lĩnh để nói rằng là tức là máy bay đuổi, tức là cười trên đầu xe để đánh. Mà lúc đó thì pháo không có, chỉ có một tiểu đoàn 20 là đóng ở tờ khống của một tiểu đoàn pháo, còn tất cả 600-700 cái số như vậy cũng có pháo. Để đối phó với các thủ đoạn đánh phá của kẻ địch trên các cung đường, bộ đội công binh, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến đã mở thêm hàng loạt các tuyến đường từ đông sang tây Trường Sơn. Nếu như giai đoạn đầu chỉ có đường 12 vượt cổng trời ở Quảng Bình, thì tiếp đó là đường 20 quyết thắng, đường 10, đường 16, đường 15 được khai thông. Các tuyến đường đã tạo thành mạng lưới đường như Thiên La Địa Võng, kéo dài từ đông sang tây Trường Sơn, cùng hàng loạt các tuyến đường bên nước bạn Lào, đã trở thành tuyến vận tải chính trong những năm từ 1965 đến 1975. Không quân Mỹ điên cuồng đánh phá các trọng điểm từ đông sang tây Trường Sơn. Đó là ngã ba Đồng Lộc, Khe Ve, Bãi Dinh, Cổng Trời, bến phà Xuân Sơn, bến phà Long Đại, trên đường 20 quyết thắng, những cái tên như ngầm Trà An, Khe Tum, Cua Chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích, đường 128 bên nước bạn Lào và hàng loạt các trọng điểm khác. Kẻ địch muốn ngăn bước chân của những người lính Trường Sơn. Để đối phó với địch, những người lính công binh và lái xe có những quy ước riêng mỗi khi vượt qua trọng điểm hay mỗi khi tắc đường. Giữa cái sống và cái chết mong manh, không mấy ai biết rằng hành trang của người lính quá đơn sơ. Ngày ngày đối mặt với cái chết luôn rình rập trên các trọng điểm bom đạn cùng xe qua những túi bom, vẫn lạc quan đưa hàng ra tiền tuyến như nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết. Chỉ cần trong xe có một trái tim. Trong chiến tranh cái chuyện xảy ra chết chóc là bình thường. Với trong xe chúng tôi khi nào có 7 mét vải liệm, khi nào có một khẩu AK thì là 4 phát là có chết chóc, 3 phát là bị thương, 2 phát tắc đường đấy, cho nên cái xảy ra thương vong rất là lớn. Chứ còn nói với B-52 hủy diệt thì trong chiến tranh chúng tôi lại không sợ. Điều đó chỉ có được trong trái tim của những người lính sẵn sàng hy sinh cho quê hương. Những trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ đã gây cho ta nhiều hy sinh mất mát. Những kỷ niệm về cuộc chiến ác liệt, về tình đồng đội của những người lính trên những cung đường Trường Sơn. Câu chuyện của họ hôm nay giúp chúng ta càng hiểu hơn tình đồng đội, tình đồng chí trong những lúc gian nguy. Bạn thân của tôi đã bị quả đạn 40 ly của C-130 bắn trúng. Chúng tôi đã dùng phương pháp dùng cả một cái bát ô tô ruột anh lòi ra. Chúng tôi phải dùng cả một bát ô tô để úp vào garo cho anh. Nhưng cuối cùng đồng đội của tôi đã hy sinh. Và sau khi mà máy bay địch ném những loạt bom bi, chúng tôi thì cũng đã thoát được qua cái trận đó. Thì sau khi mà khói bom mù mịt thì chúng tôi chỉ còn lại được 2 anh em thôi, còn một đồng đội của chúng tôi nữa không thấy đâu cả. Và phải sau đến 10 phút giữa cái sự im lặng đó chúng tôi mới thấy một cái tiếng kêu là chúng mày ơi, cứu tao với. Thế thì chúng tôi nghe từ phát ra từ cái chỗ có tiếng kêu, chúng tôi đi tìm thì đồng đội của tôi chui vào một cái bụi tre rất là lớn mà đồng chí không ra được. Chúng tôi vừa buồn cười mà vừa thương,
Bởi vì thực ra trong chiến tranh thì những cái cảnh đó thì nó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà chúng tôi sau đó chúng tôi cũng bởi vì lính trẻ cho nên là cũng rất lạc quan, là chúng tôi dùng dao phạt quang tất cả những cái gai tre để lôi được đồng chí ra, và chúng tôi nhìn nhau cười. Không chỉ có bom đạn, còn có bao nhiêu thiếu thốn gian khổ trong cuộc chiến mà không kể một ai, từ lái xe, công binh, binh trạm, thanh niên xung phong, mà những chịu đựng của họ mọi bút mực không thể nào tả hết được. Sống trên tuyến đường Trường Sơn, họ sẵn sàng chấp nhận cuộc sống thiếu thốn của chiến tranh. Không có sức mạnh bom đạn nào lay chuyển được ý chí tinh thần của người lính. Cái trận mưa mà nó xối xả như vậy cho nên nó hình thành một cái túi nước ở Bạc Mã Năng. Cái túi nước Bạc Mã Năng rộng lớn vô cùng. Đấy. Thế thì tất cả xe cổ là ở ngoài hết, không vào nội chiến trường. Cho nên gây ra một cái đói kinh khủng. 6 tháng trời thì khi đó là gạo, tất cả là gạo thực phẩm hết, cạn kiệt hết. Cái bộ đội Trường Sơn lúc đó là bắt đầu là ăn măng. Măng sớm ăn măng, trưa cũng ăn măng, chiều măng mà lúc đó măng với bụi thôi. Còn cả cái nước khô, nhưng là thịt thùng đấy, hết sạch. Cho nên là sốt rét ác tính, rồi thì là ốm đau. Mùa mưa bên Lào kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Thời gian này mưa xối xả suốt ngày đêm. Thời tiết âm u, sông suối ngập lụt, đường xá lầy lội, những chiếc xe lấm lem đánh vật với bùn lầy. Các con đường chạy ven sông suối, nước dâng cao, không sử dụng được. Đây là một trong những khó khăn của bộ đội Trường Sơn gặp ở mùa mưa. Đó là chưa kể ẩm thấp, bệnh tật và sốt rét rừng. Chỉ những ai đã trải qua cuộc chiến mới biết được. Khi vào đến đường C4 thì nó có một đợt tức là sốt rét ác tính kinh khủng, mà có thể là hàng ngày chúng tôi là bệnh xá thì nhỏ nhỏ thôi, có khi tập trung đến 3-4 chục đồng chí, mà cái sốt rét ác tính rất nguy hiểm. Anh em đã hy sinh trong cái trường hợp đó cũng khá, cho nên có những hôm ra đường một đại đội là 6-7 chục người, nhưng chỉ ra đường có 10-15 người thôi, vì ốm rét, bệnh tật, đói rét đủ các thứ. Tôi chưa nói đến những vắt rừng, những bệnh của rừng nhiều. Đấy là những cái gian khổ đầu tiên như thế. Mùa khô bên Lào từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, khí hậu nóng bức và khô hạn, cây cối đỏ quạch, chỉ một mồi lửa là bùng cháy. Nhưng thiếu nước sinh hoạt là nỗi ám ảnh hàng ngày của những người lính Trường Sơn. Hôm nay trở lại các cung đường xưa trong mùa khô, đường đất và rừng Lào vẫn mù mịt trong nóng bụi. Chúng tôi càng cảm nhận được nỗi vất vả của những người lính đã có mặt nơi đây. Nước không có uống thì tự có những lần chúng tôi ví dụ như đi vào xem Phan, rồi là đi theo đường 128 kéo dài cho vào Tham Én. Địch thả chất độc hóa học rồi. Mà mùa khô thì con suối đầu mùa mưa thì nước đầy, nhưng đến mùa khô thì còn từng những vũng một thôi, từng những vũng nước. Mà sau đó thì cóc nó lại đẻ nong nọc, cứ đỏ, cứ đen cả ra thế. Múc một bát sắt thế này múc nước, thế nào cũng phải có con nong nọc bên trong. Thế chúng tôi phải lấy cái giá đặt cho xuống, xong rồi nước, múc nước ở cái giá để nấu cơm. Nó cứ nhớt như thế nhưng cũng phải ăn. Thế rồi là trâu của đồng bào mà, thì nó lại có nào chỗ nào nước thì nó đến nó đầm, nhưng nó đầm đó 2-3 hôm sau thì nó trong, thậm chí phân rồi là nước giải nó đái của nó đấy, nó xanh lành lành thế này, nhưng mà nó cũng trông nó trong cũng phải múc để nấu ăn, vì mùa khô có những nơi đến 20-30 cây số không có nước. Thế và chúng tôi chặt những cái cây tre lúc bây giờ bi đông không có đâu, không phải như bây giờ, xong làm cái ống để đựng nước,
nhưng đổ nước uống vào đấy đun sôi thôi chứ không có gì đổ vào đấy. Nhưng sau độ một tháng hoặc không đến một tháng đâu, 15-20 ngày rồi, thì ngay cầm cái ống đó không có nước, nó cũng toàn mùi nước đại châu. Bài thơ và câu chuyện của họ sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về Trường Sơn trong chiến tranh. Những lái xe Trường Sơn đầu xanh mà tóc bạc vì lớp lớp bụi đường. Những chiếc xe Trường Sơn mình đầy lá ngụy trang mà sao đầu cũng bạc. Những hàng cây thân thương mà sao đầu cũng bạc vì lớp lớp bụi đường, vì bom đạn giặc Mỹ. Trường Sơn đầy tiếng hát, xe đi như dòng thác mà lòng ta vẫn xanh. Những khó khăn ác liệt đó không làm nhụt chí những người lính sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Vượt qua những thách thức của bom đạn, thời tiết, thiếu thốn về vật chất, tất cả dường như muốn thử thách ý chí con người. Không hề chùn bước, những người lính Trường Sơn vẫn ngày ngày vượt qua các trọng điểm, khắc phục thiếu thốn về vật chất khó khăn và thời tiết. Cùng ra trận hôm nay, có quê hương đất nước cùng đi. Bởi thế, họ đánh giặc mà đi, mở đường mà tiến, tất cả vì miền Nam thân yêu. Xe đi thì đi tự do, mà pháo đánh đó thì cũng đánh tự do, mà công binh đó thì sửa đường ban đêm nhưng ban ngày không sửa, sợ bị bãi địch. Nhưng mà lúc tôi ra trọng điểm Cốc Mạc để chỉ huy thì theo chỉ đạo của đồng chí Đồng Sĩ Nguyên và Bộ Tư lĩnh 559 thì tôi giao tất cả công binh là phải ra đường, phải ra từng mép đường đào hầm nằm ngay trọng điểm Cốc Mạc, và xe thì phải tập kết, một nghĩa là đội hình tập kết ở, tức là sắp đến đèo Cốc Mạc đủ 500 mét thì tập kết. Khi lúc đó là khoảng 100 xe tập kết ở đèo Cốc Mạc. Pháo thì lúc đó bắt đầu ở ngoài là chỉ việt pháo cho rồi, đã có mấy tiểu đoàn pháo rồi, thì tiểu đoàn pháo mà tôi chỉ huy là tiểu đoàn lúc đó là 10, tiểu đoàn 18, thì tôi chỉ thị cho cái tiểu đoàn 18 là phải xây dựng công sự ngay và cái trận địa pháo ngay gần thượng bên chân đèo, để khi máy bay đến là bắt đầu đánh, mà đánh là phải đánh trúng. Lúc đó là tôi đặt vấn đề với tất cả anh em là bên ngày phải ra khôi phục cho được cái đường, mà khôi phục xong một cái nếu máy bay đến đánh là đánh, đánh máy bay thì ô tô dưới là phải chạy, không được đợi dứt tiếng pháo để chạy, mà pháo đánh thì ô tô chạy, mà địch cái lúc đó mà kệ, anh nhiệm vụ anh chạy là anh chạy. Mỹ dùng đủ các thủ đoạn vũ khí khí tài để ngăn cản tuyến chi viện của ta, nhưng ác liệt nhất B-52 ném bom, tiếp đó là máy bay AC-130. Những vũ khí đó đã gây cho ta rất nhiều khó khăn và thiệt hại. Trong cuộc chiến đấu ác liệt này, cán bộ chiến sĩ lái xe và thợ máy đã xứng đáng với danh hiệu gan vàng dạ ngọc. Thả hy sinh trên tay lái, còn người còn xe còn hàng luôn chủ động táo bạo vượt lên trên tất cả mọi âm mưu của địch. Chạy ngày chạy đêm, chạy lấn sáng lấn chiều, chạy đội hình nhỏ, chạy đội hình lớn, chạy cung ngắn, chạy cung dài, tranh thủ mọi thời cơ và sơ hở của địch, gây cho địch hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, dù kẻ địch rất hung hãn và giàu phương tiện hiện đại cũng đành bất lực. Và cái chiến thuật lúc này đối với cái lực lượng ô tô là chiến thuật là tập trung, tức là đài gọn, đài đồi gọn trong tiểu đoàn, đài đồi phải đi gọn trong tiểu đoàn, chứ không đi lằng nhằng đi từng chiếc mảnh, chiếc nào đi chiếc ấy, mà phải tập trung mỗi đài đồi như vậy là
30 xe, 30-40 xe thì phải tập trung đi và đi trong một tiểu đoàn gồm 100 xe. Thì như vậy đó là để cho cái vấn đề bảo vệ cái đội hình xe nó có điều kiện để bảo vệ. Chứ nếu đi mà rải rác thì chỗ nào cũng bị đánh hết. Cho nên lúc đó là như thế là nó có 5 trọng điểm nhưng mà chỉ bố trí được 3 trọng điểm vì mình không có pháo. Thì phải làm thế nào để là nắm được quy luật của địch mà đi, thì lấn sáng lấn chiều, buổi sáng như vậy là đủ có một tiếng đồng hồ, từ 5 giờ đến 6 giờ là địch chưa lên, máy bay địch chưa lên. Mà buổi chiều như vậy đó cùng từ đủ 6 giờ đến 7 giờ, từ 5 rưỡi đến 6 rưỡi gì đấy cũng địch chưa lên, có 2 tiếng đồng hồ là anh phải lấn sáng lấn chiều, anh phải chạy trong cái thời điểm đó. Trong đội hình những lái xe còn có những cô gái lái xe Trường Sơn, là lái xe trong chiến trường không phân biệt nam nữ, cũng như cánh lái xe đàn ông, các chị cũng ngày ngày chịu được mọi gian khổ ác liệt, làm những việc như đàn ông. Sự chịu đựng khó khăn gian khổ ác liệt của các chị lái xe thật khó kể hết được. Nhưng vượt lên tất cả gian nan thử thách, các cô gái lái xe Trường Sơn đã cùng chung sức góp nên thành công trong vận chuyển hàng hóa và các đoàn quân xuôi ngược trên dãy Trường Sơn tiến ra phía trước. Trong thời kỳ chiến tranh thì người nam giới còn vất vả, cũng vất vả gian khổ, chúng tôi thì vất vả bội phần. Còn lúc cũng khó khăn, lúc những năm 68 thì địch nó còn bắn phá ít, còn những năm càng về sau này thì chiến tranh càng ác nghiệt. Chỉ những đêm khuya thì về chỉ chợp mắt được một tiếng hơn tiếng, còn phải đi kiểm tra xe rồi dầu mỡ các thứ để ngày mai để chuẩn bị lại đi chuyến tiếp. Chúng tôi đi bằng đường cầu cáp, mà cầu cáp thì chỉ bắt vừa hai bánh xe đi treo lên mà đi, chỉ đi gài số 1 thôi. Đến lúc chỉ đi chỉ sấy một, chỉ cần dích một tí thôi, sai một ly thì cả người những xe của đều, cả thương binh, cả xe thương binh đều rơi xuống vực. Cho nên là chúng tôi chỉ biết rằng qua vượt được qua cái cầu cáp với những đường tránh sang ấy bên này, thì đến lúc ổ gà đến rình một cái thì mới tỉnh ra là mình đã được qua cầu cáp rồi. Bây giờ nó cũng đi theo cái cảm tính, ví dụ là nó đánh đằng trước này nhiều quá thì chúng tôi có thể lùi lại, hoặc là quay đầu được thì chúng tôi lại quay đi đường khác. Hay nó đánh đằng sau thì chúng tôi cố gắng động viên chị em chúng tôi chạy nhanh lên. Giữa bom đạn hiểm nguy, sự lạc quan yêu đời của các cô gái lái xe tuổi đời mới 18 đôi mươi khiến ta càng thêm khâm phục. Anh đội mũ giải phóng, anh vẽ xe vào trong, thế là tôi mới bảo là anh đi đâu của cho anh vào trong kia với, thì cũng không biết chúng tôi là làm mà nữ giới đâu, mặc cái áo xong cái khăn thì trùm kín mặt, đội cái mũ cối. Thế là anh mới bảo là cho các anh vào đây, thúc mà mời lên xe thì anh mới biết là nữ. Anh bảo ôi dồi ôi, nữ mà cũng lái được xe vào trong chiến trường quá à, cô giỏi thật đấy. Xong tôi bảo bây giờ người ta đừng nói là giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải đánh. Cho nên chúng em đi vì Lam đang thiếu lái xe thì chúng em phải tình nguyện vào đây để trả hàng phục vụ trong chiến trường cho các anh ấy, chứ không lấy ai phục vụ nữa. Thế là cuối cùng anh ấy làm cho chúng tôi một bài thơ là Niềm tin có thật. Em là cô bộ đội lái xe, giặc đuổi bắn bốn bề lửa cháy. Cái buồng lái là buồng con gái, vẫn cành hoa mềm mại cài ngang. Em đã qua và em đã sang, đẹp lắm đấy của những ngày đánh Mỹ. Đất nước mình nhiều điều giản dị, ai chưa tin rồi sẽ phải tin thôi. Thế là anh gửi bài thơ cho đơn vị tôi, bài thơ tôi nhớ nhất. Sự dũng cảm hy sinh và sáng tạo của bộ đội Trường Sơn trong vận tải chi viện cho miền Nam đã vượt qua tất cả để các chuyến hàng vẫn ngày ngày tiến ra tiền tuyến. Tính từ khi vận tải cơ giới bắt đầu hoạt động từ năm 1965 mới chỉ có 6 tiểu đoàn vận tải ô tô, đến năm 1973 đã có 2 sư đoàn vận tải với hàng ngàn xe cơ giới. Năm 1974, mỗi tháng vận chuyển từ 30 đến 50 ngàn quân vào chiến trường. Sự đóng góp của tuyến chi viện Trường Sơn tính đến năm 1975, hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực chi viện cho các chiến trường. Trong chiến dịch thần tốc mùa xuân năm 1975, bộ đội Trường Sơn đã huy động hàng nghìn xe vận tải cho giải phóng hoàn toàn miền Nam.
những hy sinh mất mát của bộ đội lái xe Trường Sơn đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp thống nhất đất nước hôm nay. Cái vận tải chiến lược sử dụng sức mạnh tổng hợp, tức là tổ chức binh chủng hợp thành. Chứ nếu chỉ cái vận tải không thì máy bay địch nó đánh là chịu, nhưng mà khi máy bay đến lại có phòng không, có bộ đội phòng không, có tên lửa. Địch đánh mặt đất thì có bộ binh, là phải chuyên được cái tư tưởng lấy phòng cảnh là chính, sang cái tư tưởng lấy tấn công là chính, kết hợp phòng cảnh nơi từng nơi và từng lúc. Phải chuyên được cái vận tải chiến lược trên phía Tây Trường Sơn và cả phía Đông Trường Sơn nữa thành một cái mặt trận chiến đấu để chống cuộc chiến tranh ngăn cản bằng không quân, bộ binh và hải quân của Mỹ phối hợp với các chiến trường chống cuộc chiến tranh xâm lược. Đây là chiến trường cả chiến trường ta và bạn. Còn có biết bao câu chuyện về giữ xe, cứu xe, sửa xe ngay trong trọng điểm địch đánh phá ác liệt, luôn đảm bảo cho xe chạy tốt trên các cung đường Trường Sơn, đèo cao dốc sâu lầy lội, bom đạn suốt ngày, mà chúng tôi không thể kể hết trong bộ phim này. Tất cả đã trở thành huyền thoại trong cuộc chiến tranh vệ quốc của đất nước. Câu chuyện về những người lái xe đã đi vào lịch sử. Những chiến công đó đã đi vào thơ ca, nhạc họa, trở thành những bài ca bất tử trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống giặc Mỹ, trong lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc Việt Nam. Vừa đèo ngang bàn ơi tay lái ta dồn lên lời ca ơi cô gái trên đất Nam Hồng mới dần xe qua lòng em còn thấu tỏ dù say chạy đêm chạy ngày cùng trắng tay bằng tình nghĩa em vì miền Nam bao yêu thương đi thông đường thì nhiều chuyến sẽ qua.